bác biết rồi vậy? Bác biết rồi hả? Tôi biết mà, cái gì dễ hả? Trời ơi, cũng may mà bác biết hết mà mình còn đuối vậy, còn không biết tới cái gì nữa trời. Bác ơi, How I You In là cái gì? Tôi chưa bao giờ học tiếng, tôi chưa bao giờ nghe được cái How I You In. Nó là cái gì vậy bác? Con chịu hết nổi rồi. Tại vậy bác chưa biết, bác chưa hiểu đi, bác nói là bác chưa hiểu đi. Nó nói bác hiểu rồi, bác hiểu rồi, bác hiểu cái gì đâu? How I You In là cái gì? Con chịu hết nổi rồi. Đi về, bác đi về giúp con không vậy nữa. My name is Benham. I like watching TV. Rồi đi, bà ồn ào quá. Tôi đang học mà. Học gì? Học như nó đủ à? Ừ ha, hai mình cũng học giống như bà. Bây giờ mà bắt đầu học thì tới ngày đi cũng sẽ nói được mấy câu thông dụng mà. Như vậy là đỡ mất mặt hơn. Ủa, mẹ, mực xào còn không? Không, last night con ăn hết rồi. Hay là mình kêu thằng Hạnh nó dạy ta? Bây giờ em mắc cười đó. Cái gì vậy? Bà nói gì không? Dạy ba tiếng Anh, bà nói là Your name is what? Your name is what? Là gì? Không được. Tuyệt đối không được. Dạ. Cả nhà mới đi học về. Ăn cơm luôn nè con. Dạ. Tới ăn cơm. Dạ nội. Hay là nhờ thằng Minh? Cả nhà ơi, bắt cười lắm. Sao? Con chỉ ông nội học tiếng Anh. Ông nội đọc hoài, ông nội không được. Ông nội cứ đọc là Your name is what? Your name is what là cái gì vậy trời? Không được, thằng Minh thì rất nguy hiểm. Anh, một hồi ăn xong chở qua phòng khám nha. Ok. Hay là mình nhờ Hoàng anh? Trời ơi, mọi người biết tin gì chưa? Ba không hề biết tiếng Anh. Trời ơi, con chỉ ba tiếng Anh mà ba nói là y quá cho nè. Cũng không được, con dâu này cũng ghê gớm lắm. Ông sao vậy? Ông, không có gì. Dạ, chú gọi con. Chiều nay chú có mấy bệnh nhân vậy? Dạ, không có bệnh nhân nào hết đó chú. Tôi nói vậy thì mới chịu được hay sao? Con xin lỗi nhưng mà thật sự là vậy mà. Chú. Ừ. Chú đừng giận nữa. Chú đang coi cái gì vậy? Ý chú đang học tiếng Anh hả? Chú, con cũng mới đăng ký học IELTS nè. Nhưng mà con làm bài test xong cái nó thảy con qua cái lớp cơ bản á. Xấu hổ chết luôn, toàn học với mấy đứa nhí gì không. Test là cái gì? Test là kiểm tra chú. Chứ không phải là test. Người ta đọc là test. Là cái bài kiểm tra trình độ trước khi mình bắt đầu học một cái lớp mới á. Mà chú giỏi tiếng Anh lắm mà. Thôi thôi, đi ra ngoài đi. Mình mà đi tép. Ở quên tép giống nó chắc nhục. À đi thử coi, nhẹ nhẹ thôi. À, thấy đỡ không? Dạ, đỡ hơn rồi bác. Thiệt hen. Dạ, cảm ơn bác. Ủa, Bận, gì đó con? Dạ. Ủa, con Hiền? Ừ. Không? Mẹ ăn nhờ nội ký mấy này nè. Thằng. Ủa, cô, chân cô bị gì vậy? Bác mới khám rồi chăm cứu cho cô á mà. Cô bị té nữa đúng không? Hả? Em nhìn là em biết liền mà. Em nói với cô rồi, cô đi đứng phải cẩn thận chứ. Cô đúng là hậu đậu mà. Lại đây ngồi xuống nghỉ mệt chút xíu. Cái đi. Gì vậy?
Sao ăn nói với cô gì kỳ với con? Dạ không sao đâu bác. Bình thường con với Mận cũng nói chuyện thân thiết với nhau vậy rồi, không có sao đâu bác. À, cô đỡ đau chưa? Ừ, được rồi, không sao. Ồ Mẫn, em làm bài tập về nhà hết chưa? chưa làm. Hay quá ha, chưa làm mà làm gì vui dữ vậy? Thì phải vui chứ, lỡ mất công rồi bị cô quýnh sao? À, cô, sẵn em hỏi chút xíu. Em đi nghe mấy cái bảng của mấy công ty đó cô. Ừ. Em thấy cái chữ gì mà gì L T D C O gì á, nghĩa là gì hả cô? L T D C O. À, có phải là em thấy là CO.LTD đúng không? Đúng rồi cô. Cái đó là một chữ viết tắt của cụm từ mà mình dịch ra tiếng Việt có nghĩa là công ty trách nhiệm hữu hạn. Từ LTD á là limited, là của giới hạn đó, em biết không? À, còn từ CO là viết tắt của từ computer đúng không cô? Không phải. Cơm bát. Không. Company đúng không cô? Đúng rồi đó mà. Giỏi quá. Đúng rồi đó. Dạ em cảm ơn cô. Cái thằng dốt này có nhiêu đó cũng không biết. Ngu như bò, giỏi cái gì. Nè, nhớ làm bài tập đi đó nha. Dạ rồi. Ừ. Rồi em về nha. Ừ. Rồi đây nè. Em về cho mẹ đi. Dạ. Anh cảm ơn nội nha, nội anh về. Cô em đi. Ừ, bye bye em. Dạ rồi. Dạ thưa bác, con về luôn nha bác. Khoan, cô dạ. Ngồi đó đi. Tôi có chuyện nói cô một chút. Dạ. Nè, cô Hiền. Dạ. Tôi thấy cô giỏi tiếng Anh lắm phải không? À, dạ cũng chút đỉnh đủ xài thôi à bác. Khó, cô nói hay lắm mà. Nè, cô thi tiếng Anh được bao nhiêu điểm? À, tiếng Anh con nhớ là ngày xưa con thi TOEIC là được 820 điểm. 820? Dạ. 820 là giỏi quá rồi. Khiêm tốn quá à. Dạ. Nè cô có thể dạy cho tôi nói tiếng Anh được không? Để giao tiếp thôi. Cái gì tôi sắp đi Campuchia du lịch, muốn có vài tiếng Anh để nói với người ta. À, thật ra hay là con đưa cho bác mấy cuốn mà từ điển mà dạy tiếng Anh cấp tốc nha. Tại vì con cũng là giáo viên dạy văn á, cho nên là thôi để con gửi cho bác mấy cuốn dạy tiếng Anh cấp tốc nha bác. Thôi tôi thích cô trực tiếp dạy gì nè, học cho nó nhanh hơn thôi. Nhưng mà tại thôi nếu cô thấy không tiện là thôi. Thôi. Dạ không, ý con không phải vậy. À, ý không phải vậy có nghĩa là cô đã nhận lời dạy tôi rồi chứ gì. Nhưng đây bí mật nha, đừng cho ai biết hết trơn trọi nha, kể cả Mẫn rồi luôn nha. À, con mời bác uống nước. Dạ cảm ơn cô nghe. Anh nhưng mà tôi nghĩ vậy thôi, hai đứa mình ra quán cà phê nào tối mà mờ đó mình ngồi nạp đi, đừng ai thấy. Rồi ở đây sợ lát chị dễ thấy kỳ. Dạ không có sao đâu bác, Kim Chi đi ra ngoài tới tối mới về lận, phải yên tâm nha. Dạ vậy bây giờ mình bắt đầu ha bác ha. Bắt đầu đi. Mình sẽ bắt đầu với câu rất là đơn giản nhất luôn. What's your name? My name is... Yeah, chính xác rồi. Bác hay quá. Rồi bây giờ mình sẽ qua câu tiếp theo. How do you do? How do you do? Câu này quen quá mà sao không nhớ gì vậy ta? How là như thế nào? Do là làm, you là bạn. Như thế nào làm bạn? À, biết rồi, bạn làm thế nào? Mà bạn thế nào là làm cái gì? How do you do? Chắc là bạn như thế nào rồi. Fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Bác ơi, thật ra cái câu how do you do này á có nghĩa là nói là rất hân hạnh được gặp bạn, thì mình sẽ trả lời lại là câu nice to meet you too. Nó mới chính xác nghĩa hơn á bác. Ôi, oh, yeah. Dạ. À, chị tôi biết rồi. Bác biết rồi hả? Biết. Dạ. Vậy mình qua câu tiếp theo nha bác. Rồi. Where are you from? Where là ở đâu? A là có nghĩa là you là bạn, from là từ, ghép lại là ở đâu là từ bạn. Ủa lại hỏi gì kỳ vậy? Hay là bạn đang ở đâu? Where are
are you from? Here, here, here. Bác ơi, cái nghĩa của câu này là bạn đến từ đâu? Có nghĩa là cái nơi mà bác đang sinh sống á. Ví dụ như mình đang sống ở Việt Nam thì mình sẽ trả lời là I'm from Vietnam. Nhớ rồi. Trời ơi, tôi biết. Dạ, bác biết thiệt không bác? Thiệt, tôi biết. Tại vì nói lại cái lát tôi nhớ lại hết trơn cái trọi. Tiếng Anh cũng dễ rồi cô ha. Dạ. Dễ, tôi biết. Dạ. Dạ tôi biết rồi. Dạ thôi giờ mình nghỉ cô ha. Để cô cũng mệt rồi đó. Để hôm khác học tiếp. Dạ nghỉ cũng được. Vậy thôi để con tiễn bác nha bác. Rồi khỏi. Xin lỗi. Tin gửi bà kia. Dạ không sao. Hỏi tiễn. Ra ngoài rủi gặp người lạ. Quay đúng. Giữ bí mật. Dạ bí mật. Mày học tiếp đi. Dạ. Tôi biết hết. Dạ bác biết hết rồi. Để con mở cửa cho. Dạ. Xin chào bác. Trời ơi, cũng may mà bác biết hết mà mình còn đuối vậy. Còn không biết tới cái gì nữa trời. Má ơi, nhức đầu quá, căng não quá. Ây da. Đổ mồ hôi mẹ té mồ hôi. Ủa trời ơi. Nè, trưa nay sao không ở nhà ăn cơm đi đâu vậy? Thì tôi đi. Chị của tôi, bà hỏi chị. Let's go out. Nói gì vậy trời? Trời ơi, không biết gì let's go out của ghi này. Đi ra ngoài. Let's go out. Hiểu rồi. Tôi biết rồi. Cái gì dễ mà đúng không? Dạ, cũng đúng rồi. Mình qua câu kế tiếp nha ba. Nữa hả? Tiếp đi. Nếu như mà mình muốn hỏi cái này bao nhiêu thì mình hỏi sao bác? Cái này đích. Đích how money. Đúng không? Dạ không đúng. Mình phải hỏi là how much is it mới đúng, không có đích. How much is it? Dạ how much? Is it? Rồi. Dạ. Nói chung là cái câu tôi nói cũng không phải là không đúng, người ta nghe ta cũng hiểu được ha cô ha. Dạ thì người nước ngoài họ nghe họ cũng hiểu được, nhưng mà mình cứ nói đúng là tốt hơn nha bác. How much is it? Tôi biết rồi, cái này dễ mà tôi biết. Nói chung là cái phát âm tôi cũng tốt ha cô giáo ha. Tôi biết cái này dạ, dễ. Dạ tốt lắm. Vậy mình tiếp tục học nha bác. Thì hiện tại tiếp diễn á thì mình sẽ có động từ to be cộng cho verb rồi mình thêm in vô nữa. Dạ bác hiểu không? Hiểu rồi, cái này dễ mà tôi biết hết. Dạ ví dụ như một câu cho con thử nha bác. Động từ to be cộng verb thêm in. In. How are you? How are you? Dễ mà, đúng không? Tôi biết dễ. How are you doing? Bác ơi! How are you doing là cái gì? Trước đây giờ con học tiếng con chưa bao giờ nghe được cái how are you doing. Nó là cái gì vậy bác? Con chịu hết rồi. Tại vì bác chưa biết, bác chưa hiểu nên bác nói là bác chưa hiểu đi. Nó nói bác hiểu rồi, bác hiểu cái gì đâu. How are you doing là cái gì? Con chịu hết rồi. Đi về, bác đi về giúp con không vậy nữa. Cô giáo, cô sao vậy? Cô dạ. Cô bị gì vậy? Cô sao không? Dạ không, con sao hết. Bác, thật ra bác vậy là sai rồi, không phải đâu bác. Không, tôi biết rồi, dễ, cái này tôi biết, dễ. Bác biết rồi vậy, bác biết rồi hả? Tôi biết rồi, cái này dễ hả? Này cô, tôi vậy là tôi đủ tiếng Anh đi du lịch rồi phải không? Dư xài quá không? Tôi biết rồi, cái dễ. Tin nhắn cô Hiền. Dạ con chào bác. Hôm nay con nhắn tin cho bác là vì nếu như con gặp bác trực tiếp thì con sẽ không dám nói ra điều này.
gì đó đây, đòi tiền học phí. Con được dạy tiếng Anh cho bác là niềm hạnh phúc và không bao giờ con quên được trong cuộc đời này. Đương nhiên rồi. Bác đã học với tinh thần rất nhiệt tình, hơn hẳn những học sinh mà con đã dạy ở trường. Từ lúc đi dạy tới giờ, con mới có lại cảm giác tuyệt vời như vậy đó bác. Cô thì đúng là giáo viên dễ dàng, kéo miệng thì. Nhưng mà thưa bác, theo con thấy thì bác quyết tâm đi học tiếng Anh để được đi Campuchia rất đáng khen. Nhưng mà suy cho cùng thì con nghĩ bác nên giả đổ bệnh rồi mình ở nhà thì tốt hơn. Hoặc nếu bác không muốn mất mặt thì bác đừng nên mở miệng ra nói từ nào nha.